Ngày 3 tháng 8, trên trang cá nhân của Bảo Duy, chồng cũ nữ diễn viên Phi Thanh Vân đăng tải ảnh cưới bên người mới. Theo thông tin trên thiệp mời, giữa tháng 8, cặp đôi sẽ về chung một nhà. Vợ sắp cưới của Bảo Duy tên Thúy Oanh là Việt Kiều Úc. Đám cưới của cặp đôi này sẽ được tổ chức tại một khách sạn năm sao tại quận 1. Bảo Duy và Phi Thanh Vân từng có khoảng thời gian mặn nồng bên nhau trước khi rạn nứt. Bà mẹ một con từng phải kêu cứu công an vì chồng có hành vi vũ phu đe dọa tính mạng. Cặp đôi chính thức ly hôn vào ngày 22 tháng 3. Sau đó, Bảo Duy từng công khai trên mạng xã hội tin nhắn Phi Thanh Vân năn nỉ được quay lại với anh. Mới đây khi chia sẻ với báo Thanh niên, Phi Thanh Vân cho biết cô đã hoàn toàn quên chồng cũ, thậm chí xem như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống.